Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Ở cái phân khúc bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50. Chắc là quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở những chiếc xe Mazda BT50 này thì nó rất là giống những chiếc xe của Ford Ranger, quý vị bạn nhé. Cùng dùng chung máy này, khung gầm này, và cũng được chia làm phiên bản, ví dụ như là phiên bản số sàn 1 cầu, số sàn 2 cầu, số tự động 1 cầu, số tự động 2 cầu, và phiên bản 2.2 hoặc là phiên bản 3.2, quý vị và các bạn nhé. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe này ở cái phiên bản số tự động 1 cầu và là ở cái phiên bản số máy dầu 2.2 máy dầu, quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đã lăn bánh được 10 vạn km rồi, quý vị và các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết luôn, quý vị và các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 458 triệu đồng quý vị các bạn ạ, chỉ 458 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe bán tải số tự động một cầu biển Hà Nội này ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Mazda BT50 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 số tự động 2015 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Sau 7 năm sử dụng thì chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào? Thì sau đây mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất, khung gầm, máy móc. Nói chung là toàn bộ về chiếc xe Mazda BT50 2015 phiên bản số tự động, một cầu, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được 10 vạn km rồi quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ, máy móc, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 458 triệu đồng thôi quý vị bạn nhé. Chỉ 458 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe bán tải số tự động một cầu này đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2015 này thì hãy nhấc máy gọi cho số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda BT50 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.